Xin chào các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy sắt nghiền đa năng Takeo TK200. Bây giờ tôi sẽ test đầu nghiền cho các bạn xem. Thì hôm nay tôi sẽ nghiền bằng nguyên liệu đó là thóc và gạo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bật máy và xem chiếc máy này nghiền ra như thế nào. Và đây là thành phẩm của đầu nghiền chiếc máy sắt đa năng Takeo TK200.